Bức tranh bị ma ám, The Rain Woman. Tác phẩm The Rain Woman của nữ họa sĩ Ukraine là Svetlana Stalev gây được tiếng vang lớn từ khi ra mắt trong triển lãm và được giới yêu tranh săn đón nhiệt liệt. Tuy nhiên, liên tiếp 3 khách hàng mua được bức tranh đã vội vã trả lại chúng trong sợ hãi. Người mua đầu tiên là một doanh nhân độc thân. Bà ta treo nó trong phòng ngủ. Chỉ 2 tuần sau, bà đã phải gọi điện giữa đêm để cầu cứu Svetlana. Làm ơn lấy lại nó đi, tôi không ngủ nổi. Cảm giác như có ai đó trong căn phòng của tôi vậy. Tôi thậm chí đã tháo nó xuống và giấu nó sau tủ nhưng vẫn có cảm giác này. Vị khách thứ hai là một thanh niên. Chẳng bao lâu sau, anh ta cũng đã đòi trả lại bức tranh, thậm chí còn không cần hoàn lại tiền. Theo lời vị khách này thì anh ta đã liên tục nhìn thấy hình bóng người phụ nữ trong tranh, cả trong mơ lẫn đời thật. Anh ta thú nhận mình ngày càng khiếp vía trước bức họa và rằng cảm thấy như đang bị ép đến phát điên. Đến đây thì những lời đồn đãi bắt đầu xuất hiện và xoay quanh việc bức tranh bị ma ám. Tuy nhiên, vẫn có một người đàn ông không tin mà mua lại nó.